Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Và đề tài đầu tiên vẫn là tác động cuộc chiến giữa Do Thái và Hamas vào xã hội của Hoa Kỳ. Quý vị, trong 3 tuần lễ vừa qua, chúng ta đã chứng kiến được những gì xảy ra tại xã hội Hoa Kỳ. Trong đó thì <laughs> hầu hết người dân Hoa Kỳ đều đứng về phía Do Thái để chống lại cái sự tàn ác khủng bố của nhóm Hamas khi mà họ tấn công vào lãnh thổ do Thái vào ngày 7 tây tháng 10 trong đó có những phụ nữ đã bị hãm hiếp bị tra tấn có những đứa trẻ đã bị giết và có những người già đã bị lôi ra khỏi nhà của họ và bắt làm con tin và quý vị những việc này chúng ta đã chứng kiến trong ngày 7 tây tháng 10 và kể từ hôm đó cho tới hôm nay thì ngoại trừ cuộc chiến của do Thái tại giải Gaza ra thì ngay tại nội địa Hoa Kỳ cuộc chiến này cũng đã tác động gây gắt trong đó gần như là đã cho thấy rõ hai khuynh hướng những người đi theo khuynh hướng bảo thủ đều bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối cho do thái trong khi đó thì bên dân chủ có sự chia rẽ tức là bên khuynh tả có sự bên uh, cấp tiến có sự chia rẽ những người cấp tiến mà gốc do thái thì đương nhiên họ phải ủng hộ cho do thái nhưng mà ngược lại thì đa phần còn lại quý vị những kẻ mà cấp tiến và cấp tiến cực tả thì gần như là ra mặt để mà ủng hộ cho người Palestine trên danh nghĩa nhưng thực tế là họ ủng hộ cho cái cuộc khủng bố của Hamas mặc dù trên ngôn ngữ họ vẫn tìm cách tránh né không lên án Hamas nhưng mà mình thấy đâu đó là có những cái ngôn ngữ gần như là quy chụp cho phía của do thái rất là nhiều. Quý vị, việc này đã diễn ra và bây giờ thì cả hai phía Hamas và phía chính trị cực tả đều đang cần đang cần nhau. Họ cần nhau để có những cái biến động mới ở xã hội Hoa Kỳ nhằm thay đổi cục diện này. <laughs> Hiện nay thì quý vị thấy là rõ ràng khi mà Chủ tịch của Hạ Viện là ông Mike Johnson đã tách rời một cái dự luật dành riêng hỗ trợ cho Do Thái 14.3 tỷ Mỹ Kim và đã bỏ phiếu và theo lời đảng tức là 221 trên 212. Trong đó gần như là phía của Đảng Cộng Hòa quyết định là riêng việc một cái ngân sách để mà hỗ trợ cho Do Thái. Thì quý vị, việc này đã dẫn tới việc mà nhiều thượng nghị sĩ của Đảng Dân chủ trên sàn thượng viện đe dọa là sẽ block ngăn chặn cái dự luật này trên sàn thượng viện chỉ vì tách nó ra và không gom chung nó lại. Thì à, chính chất Summer là chủ tịch khối đa số của thượng viện cũng đã tuyên bố như vậy. Bên cạnh đó quý vị, các cuộc biểu tình dọc ở các thành phố lớn của Hoa Kỳ để ủng hộ cho Palestine đều được tổ chức bởi những nhóm cấp tiến và khuynh tả và tại sao tôi nói là Hamas và lực lượng chính trị quân tả chúng ta cần nhau quý vị câu ra, cái tựa đề của tôi đã nói lên vấn đề này tại vì cả hai đang cần có những cái biến động à, biểu tình bạo động để mà gây áp lực đối với là chính phủ Hoa Kỳ và gây áp lực với cộng đồng quốc tế nhằm buộc do Thái phải ngưng lại cái cuộc tấn công ở giải Gaza bên cạnh đó thì lực lượng khuynh tả tại Hoa Kỳ đã cảm thấy rằng là cái cái nghị trình của họ sắp sửa đi tới bờ phá sản. Do đó, họ cần một cái biến động tại Hoa Kỳ để khuấy động các cái cuộc biểu tình bạo động nhằm có thể giành lại cái tư thế của họ câu chuyện này như thế nào có lẽ tôi sẽ làm cái bài phân tích cho quý vị quý vị trong ngày hôm nay thì đài truyền hình Fox News đã đưa ra một cái bài viết trong đó là những tiền đen của lực lượng khuynh tả đã bắt đầu sử dụng để mà chống do thái và đầu tư vào cái việc tu chính cái luật chống phá thai của tiểu bang Ohio quý vị số tiền và những cái số tiền đen của những thành phần khuynh tả đã bắt đầu uh, tung ra để mà chống do thái và họ đã đẩy hàng triệu mỹ kim vào trong cái chương trình gọi là tu chính về cái luật chống phá thai ở tại tiểu bang Ohio đó là cái uh, tin trên đài truyền hình Fox. Bên cạnh đó thì quý vị kẻ vận động cho Kamala Harris tức là phó tổng thống Hoa Kỳ lại bắt đầu viết thư và yêu cầu là ngưng bắn tại do thái, Quý vị ở trên đây thì họ đặt cái tựa này tức là camera Harris thúc giục kêu gọi một cái cuộc hưng ngưng bắn giữa do Thái và Hamas. Tuy nhiên thì uh, trên bản tin thì họ nói rằng là cả một uh, các cựu phụ tá của Kamala Harris nằm trong cái chiến dịch tranh cử năm 2020 đã bắt đầu thu lượm chữ ký trong một lá thư thúc giục bà tổng thống này là phải tìm cách ngay lập tức chấm dứt cuộc ngưng bắn giữa do Thái và Hamas và uh, gọi cái việc mà do Thái uh, chiến dịch của do Thái tấn công vào giải Gaza là một cái hành động uh, diệt chủng. Đây là lá thư đã được đưa ra và nhìn thấy bởi tập Politico. Trong đó thì à, những người này là những người đã từng vận động tranh cử cho bà Kamala Harris năm 2020. Quý vị, như vậy thì chúng ta đã thấy rõ ràng hai khuynh hướng tại Hoa Kỳ. Khuynh hướng bảo thủ thì hỗ trợ cho phía Do Thái. Khuynh hướng cấp tiến cực tả thì lại tìm cách hỗ trợ cho phía Hamas. Và việc này đã thấy rõ rất rõ ràng và bây giờ dường như là có một cái sự liên kết mà không cần phải bàn thảo để mà thúc đẩy những cái uh, uh, những cái biến động nhằm thay đổi cục diện hiện nay. Ai cũng biết cục diện hiện nay do Thái đã bắt đầu tràn quân vào giải Gaza và săn lùng từng ngõ hẻm, từng đường hầm để tiêu diệt Hamas và cuộc chiến của họ càng lúc càng siết chặt. Gần như là họ đã phá hủy rất nhiều những hạ tầng cơ sở của Hamas tại đây và Hamas có vẻ lần này sẽ đi tới tình trạng gọi là phá sản toàn diện bởi vì cuộc tấn công của họ vào ngày 7 tháng 10 đã gây ra một cái phản ứng dữ dội trên thế giới. Và kết quả, do Thái đã được cái quyền tự vệ của họ và họ sử dụng tối đa cái quyền tự vệ này để mà có thể tiêu diệt toàn bộ Hamas. Do đó quý vị, họ cho dời dân ra khỏi khu vực phía bắc của dãy Gaza, di tản dân về phía nam để họ có thể phá hủy toàn bộ tất cả những hạ tầng cơ sở mà Hamas đã xây dựng từ năm 2007 cho tới bây giờ và quý vị, Hamas thấy rằng trận này có vẻ là lỗ lã rồi, có thể sát hại được một số khoảng hơn 1.000 người do thái, nhưng bù lại số người mà à, của Hamas bị chết cũng khá nhiều và bên cạnh đó thì các hạ tầng cơ sở của họ bị phá hủy hoàn toàn. Nếu đưa lên bàn cân thì lần này thiệt hại của Hamas là đếm không hết. do đó, Hamas đã tìm đủ mọi cách để thọc gậy cho các xã hội ở bên ngoài hỗ trợ cho họ bằng cách kêu gọi đình chiến, tức là ceasefire đình chiến, quý vị, thì ngày hôm qua tôi đã nói là ông thủ tướng do Thái đã lên tiếng và nói rằng, no, không có đình chiến, đình chiến có nghĩa là do Thái sẽ phải đầu hàng. Ngược lại thì cùng một lượt thì Joe Biden và Anthony Blinken cũng đã lên tiếng nói rằng không thể đình chiến trong giai đoạn này. Đình chiến có nghĩa là cho Hamas một cái cơ hội thoát được. Do đó, phía chính quyền của Joe Biden vẫn tiếp tục hỗ trợ cho do Thái trong việc mà tiêu diệt Hamas, thì quý vị. Việc này đã khiến cho Hamas càng điên cuồng bắt đầu tìm đủ mọi cách để kích động thế giới bên ngoài, đặc biệt là ngay tại xã hội Hoa Kỳ. Ngay tại xã hội Hoa Kỳ, tôi chưa nói những xã hội khác quý vị. Và quý vị, những kẻ mà ủng hộ cho Hamas đã xông vào sàn thượng viện ngày hôm qua. Và đưa những bàn tay máu lên để hình, vẽ lên cái hình ảnh là do Thái là diệt chủng, họ đang cố gắng vẽ lên hình ảnh do Thái là diệt chủng. sai. <laughs> Thì quý vị, ngay bây giờ thì tới phiên các cái kẻ mà đã từng vận động tranh cử cho Kamala Harris năm 2020 Đi thu lượm chữ ký để yêu cầu Kamala Harris là phải ép à, gọi là áp lực Joe Biden đình chiến Mặc dù trước đó Kamala Harris đã tuyên bố là ủng hộ cái cách tiếp cận của ông Joe Biden Trong việc mà hỗ trợ cho Joe Thái Có nghĩa là bà ta vẫn đứng chung trong cái hàng ngũ gọi là ủng hộ cho Joe Thái Tuy nhiên những kẻ vận động tranh cử cho bà ta và những kẻ làm việc dưới quyền của bà ta thì hầu hết là lực lượng khuynh tả và lực lượng cực tả luôn quý vị thậm chí là có những kẻ nằm trong cái tư tưởng cộng sản luôn quý vị nên nhớ cái năm 2020 Kamala Harris là ra tranh cử tổng thống trước khi đã đứng chung liên danh với là Joe Biden thì bà ta chính là kẻ đã hỗ trợ cho rất nhiều những cái tư tưởng gọi là cộng sản và khuynh tả trong đó những lực lượng bạo động của Black Lives Matter những lực lượng bạo động đốt phá của Antifa đều được bà ta hỗ trợ và bỏ tiền beo ra bên ngoài. Tức là tại ngoại hầu tra cho những kẻ này khi bị cảnh sát bắt giữ. Thì quý vị, hầu hết Kamala Harris ở dưới trướng của bà ta đều là những kẻ cực tả và tôi có thể nói là cực tả và đi tới cực đoan luôn đó quý vị. Những kẻ này là đứng sau lưng của Kamala Harris. Thì quý vị, giờ đây họ viết thư cho Kamala Harris, họ tổ chức biểu tình ở tại New York ở tại San Francisco, ở tại một số nơi khác. Chủ yếu của họ là tìm đủ mọi cách để mà buộc chính quyền Joe Biden phải áp lực do Thái đình chiến. Thì quý vị, đây là sự phối hợp này và chính lực lượng khuynh tả cũng đang tìm đủ mọi cách tìm đủ mọi cách để mà ngăn chặn cái tình trạng họ đi tới bờ vực phá sản khi mà các báo cáo đưa ra đều bất lợi cho họ. Thứ nhất là báo cáo của các công ty xe hơi, tức là những xe điện, à, những xe hơi như là Mercedes, Toyota và Ford, họ tuyên bố họ xe điện ra họ lỗ. Khi mà sản xuất xe điện ra họ bị lỗ lạ. Người dân Mỹ vẫn không chịu mua xe điện, đa số vẫn mua xe xăng. Và họ chưa biết được trong tương lai là họ có thể thúc đẩy thêm cái nghị trình xe điện hay không. Hay nó chỉ là một cái department bình thường giống như những, những chiếc xe khác thôi, không được ưu tiên. Thì quý vị, thứ nhất, nghị, nghị trình này đã bị đã bị à, À, phản ứng ngược từ công chúng. Thứ hai là tình trạng giá xăng dầu quá cao khiến cho người dân Mỹ bắt đầu bất mãn với những nghị trình này. Tức là bây giờ một galon xăng ở California trung bình là từ 5 đồng 50 cent cho tới 6 đó, cho tới 60 kim một galon xăng rồi quý vị. Thì quý quý vị, tính trung bình trên toàn quốc giá xăng bây giờ là 3 đồng 82 cent cho một galon xăng. Coi như là người dân Mỹ phải trả rất nhiều tiền cho vấn đề năng lượng chưa kể là mùa đông sắp tới, cái giá tiền điện ở trong nhà sẽ phải tăng theo khi mà tình trạng năng lượng không đủ cung cấp. Thì quý vị, tình trạng mà gọi là cái chính sách về môi trường khí hậu sạch gần như đi tới bờ vực phá sản trong mắt của công chúng. Họ không đồng ý. Đây là cái chương trình phá sản thứ nhất. Cái chương trình phá sản thứ hai của lực lượng khuynh tả là việc mà họ muốn tìm cách gọi là lợi dụng những cái luật lệ để mà tranh thủ một số ngân sách dành cho họ bao gồm luôn vấn đề phá thai, bao gồm luôn vấn đề chuyển giới đã bị siết chặt ở các tiểu bang và đặc biệt là cái Roe v. Wade tức là cái luật chống phá thai đó có vị, cái luật phá thai đó các vị thì nó không còn nằm trong hiến pháp nữa, tối cao pháp viện đã lấy nó ra và trả lại cho các tiểu bang, thì nhiều tiểu bang đã áp dụng gây gắt cái luật chống phá thai. Bên cạnh đó, các vị, phía đảng cộng hòa kiểm soát lại hạ viện, họ kiểm soát lại hạ viện và họ bắt đầu giám sát lại tất cả những cái nguồn ngân sách tiêu xài của chính phủ ngăn chặn tất cả những cái trò lạm dụng cái uh, ngân sách này tài trợ cho những cái chương trình được xem là khuynh tả trong đó bao gồm luôn chi tiền cho những đứa trẻ chuyển giới bao gồm luôn tiền chi tiền cho việc mà đưa tất cả những giáo trình tư tưởng của đồng tính vào trong trường học thì quý vị tất cả những cái nghị trình này đã bắt đầu bị phanh phui và bị ngăn chặn bởi đa số đảng phái ở tại quốc hội. Và bên cạnh đó thì quý vị, cái chương trình xã xã hội công bằng của họ, nhân danh là công bằng đa dạng và hội nhập. Nhưng mà cuối cùng thì họ ưu tiên cho mình những thiểu số, cộng đồng thiểu số nào đó để mà được hưởng lợi thôi. Thì quý vị, dần dần trong mắt người dân Hoa Kỳ, họ thấy được những cái chính sách này gây nguy hiểm cho nước Mỹ và có nhiều người đánh giá đây là chính sách của xã hội chủ nghĩa. Do đó, người dân bắt đầu có những cái phản ứng với những chính sách này. Ừ. những bậc phụ huynh bắt đầu khiếu nại về cái vấn đề của con cái họ trong trường. Rồi cái vị, ừ. nhiều tiểu bang đã áp đặt cái luật phá thai gây gắt. Sau khi mà tối cao pháp viện trả cái quyền đó về cho tiểu bang. Do đó cái vị, ừ. gần như là họ đã đi tới cái bờ vực phá sản của các cái nghị trình này. Nghị trình của môi trường và xã hội. Thì quý vị do đó tôi đã từng nói quý vị Khi lực lượng chính trị khuyên tả Mà họ bị thất thế trong vấn đề chính trị Thì họ tìm cách kích động biểu tình bạo động Họ tìm cách kích động biểu tình bạo động Để mà họ đạt được cái áp lực từ mặt dư luận Thì quý vị vừa rồi thì trong 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 thời gian vừa qua có rất nhiều những vụ xảy ra nhưng họ kích động không nổi từ cái vụ mà thảm sát ở tại tiểu bang Men cái vụ mà cá nhân là cái cái tay mà cựu à, gọi là cựu à, lính trừ bị của quân của lục quân đó bắn đã đã bắn chết 18 người đó quý vị. Thì nó tính kích động một cuộc biểu tình chống vũ khí, tức là trà uh, trà siết chặt lục vũ khí thì lại không thành công. Rồi quý vị, trước đó một vài vụ khác họ cố tình kích động bạo động cũng không thành công. Do đó, bây giờ cuộc chiến của Hamas và do Thái bùng nổ thì họ lợi dụng cái việc ủng hộ cho người Palestine để bắt đầu kích động các cuộc biểu tình trên đường phố. Và từ từ, từ những cuộc biểu tình này sẽ biến thành bạo động đốt phá và gây áp lực chính trị. Do đó, quý vị, họ không ngừng bơm tiền vào những cái chính sách gọi là cực tả và lấy từ nguồn ngân sách hỗ trợ cho cái uh, những cái tổ chức bài do thái. Mình gọi là dark money, tức là tiền đen đó quý vị. Tức là tiền mà gọi là tiền tươi không đó. ok thì quý vị, đây là một trong những cái chiến lược mà cả phía Hamas lẫn phía chính trị quân tả đều có một cái nhu cầu chung chúng ta cần nhau. Tức là họ cần có những cái biến động ở xã hội Hoa Kỳ để thay đổi cái chính sách hiện nay của chính quyền Joe Biden hỗ trợ tuyệt đối cho Do Thái. Và lực lượng chính trị quân tả cũng muốn sử dụng tất cả những biến động này để áp lực Joe Biden là thực hiện tiếp tục những nghị trình mà họ đã có cái thỏa thuận với Joe Biden trước đây nhưng bây giờ quý vị, Joe Biden đã thỏa mãn cho họ trong suốt 3 năm qua. Và kết quả của sự thỏa mãn này là một nền kinh tế suy thoái, lạm phát lên tới cao nhất trong vòng 40 năm qua và giá năng lượng được xem là cao nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Đời sống người dân trở nên khó khăn và chi phí trở nên cao hơn. Và quý vị, chính điều này nó dẫn tới dân Mỹ nhận ra được. Dân Mỹ nhận ra được cái chính sách này nó nguy hiểm cho nước Mỹ nó đang dần dần xóa đi một cái nền kinh tế tư bản của Hoa Kỳ. Nó đang dần dần biến Hoa Kỳ thành một thứ xã hội chủ nghĩa. Và nó đang dần dần đẩy xã hội Hoa Kỳ đi tới sự băng hoại. Do đó quý vị, người dân Mỹ đã bắt đầu phản ứng. Ngay trong đảng Dân Chủ luôn. Chứ không nói xa gì tới đảng Cộng Hòa hay là khối phiếu độc lập. Họ đã bắt đầu tránh xa những cái nghị trình này. Họ bắt đầu có khuynh hướng chọn những nhân vật được xem là ôn hòa hơn. Họ muốn có những nhân vật ôn hòa hơn thay vì Joe Biden. Thì quý vị, giờ phút này gần như là nhóm chính trị khuyên tả đang đi tới bờ vực phá sản trong các cái nghị trình của họ. Do đó, họ và Hamas vẫn cần có những biến động. Và tôi không biết là từ đây cho tới trước khi có cuộc bầu cử sơ bộ sẽ có những biến động gì do họ thọc gậy ra để có thể gây ra một cái cuộc biểu tình rộng lớn ở trên toàn quốc. Tức là ở, ở tất cả những thành phố lớn tương tự như là cái vụ George Floyd năm 2020. Họ kích động được cuộc biểu tình trên toàn quốc và đốt phá ở khắp nơi để gây ra biến động xã hội. Thì quý vị, lần này cũng cái chiêu bài cũ lặp lại. Nhưng mà có vẻ như là họ thấy được là người dân đã không còn quan tâm tới những nghị trình của họ. Do đó quý vị, tất cả những cái lợi dụng để mà kích động trở thành một cuộc biểu tình đã không xảy ra. Đã không xảy ra và bên cạnh đó thì quý vị, những thành phần mà xưa nay ủng hộ cho họ bao gồm luôn cả thành phần băng đảng đường phố cho tới những cái băng đảng gọi là đầy thế lực đều cảm thấy ngán ngẩm trước những cái nghị trình gọi là trước những cái nghị trình gọi là cực tả này. Họ cũng bị thiệt hại, những những kẻ ủng hộ cho nghị trình này cũng bị thiệt hại và chính những công ty lớn như là BlackRock là xưa nay quý vị BlackRock là một trong những cái quỹ đầu tư lớn nhất thế giới. Họ nắm trong tay 22.000 tỷ đầu tư. Chính họ cũng từ bỏ cái chương trình ESG. Tại vì chương trình ESG này mấy năm nay khiến cho họ bị thất thoát tiền và bị lỗ. Họ không thể nói chuyện được với nhà đầu tư. Nhiều ngân hàng lớn và nhiều cái quỹ đầu tư đã bắt đầu từ bỏ cái chương trình gọi là ESG. ESG tức là chữ viết tắt của Environment, Social and, Man and Governance tức là nếu mà mình dịch ra là chương trình environment tức là môi trường, social tức là xã hội, Governance tức là quản lý. Thì quý vị, họ thúc đẩy chương trình này nhằm để mà áp đặt một cái chính sách chuyên chế đối với sự phát triển kinh tế của Hoa Kỳ. Trong đó cái gì mà đụng chạm tới môi trường là sẽ bị trừng phạt, sẽ bị cô lập và sẽ không được phép như là giao dịch hoặc là mượn tiền. Rồi cái chương trình xã hội tức là họ đẩy, họ mượn danh nghĩa xã hội nhưng mà trên nguyên tắc là quý vị họ thúc đẩy cái nghị trình của giới đồng tính. Làm sao bung tiền ra để hỗ trợ cho những đứa trẻ ở tuổi vị thành niên chuyển giới? Tại vì những đứa trẻ này nếu mà đi chuyển giới nó muốn chuyển giới nó không có tiền. Một cái ca chuyển giới cả triệu đô la, tiền đâu ra? Thì chỉ có lợi dụng cái tiền thuế của người dân với cái chính sách là chăm sóc sức khỏe cho trẻ em của chính phủ. Thì quý vị, chính vì vậy mà họ thúc đẩy những cái nghị trình này và kêu gọi những cái công ty đầu tư vào đó. Thì bây giờ những công ty này bị lỗ. Tại vì xã hội Hoa Kỳ vẫn là một cái xã hội tư bản, nền kinh tế tư bản. Còn cái chương trình ESG là một cái chương trình xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy, các công ty không thể nào chạy theo cái con đường này nữa. Và ít nhất là có bốn ngân hàng phá sản rồi. bốn ngân hàng chạy theo cái cái chương trình ESG này đó quý vị. Đặc biệt là cái ngân hàng ở Silicon Silicon Bank Ở trên Bắc California đó Là hỗ trợ cho những cái khởi nghiệp Thì bây giờ phá sản hoàn toàn Do đó gần như những chính sách cực tả này Đã không có work Tức là không có hữu hiệu Trong một cái xã hội tư bản của Hoa Kỳ Và người dân Hoa Kỳ nhận ra Không thể cái gì cũng giao lại cho chính phủ Kể cả vấn đề gọi là An sinh xã hội Do đó quý vị người dân Mỹ thức tỉnh. Họ hiểu được là bây giờ là nước Mỹ đang bị đám cực tả transform, tức là thay đổi. Thay đổi theo cái chiều hướng của xã hội chủ nghĩa. Do đó, quý vị, người dân không có chấp nhận. Và do đó, chính cái lực lượng khuynh tả này, họ đã cảm thấy rằng các cái dự tính của họ khi nắm quyền ở quốc hội, khi nắm quyền ở hành pháp, khi khống chế được mạng xã hội và các công ty truyền thông, họ nghĩ rằng họ thao túng được tất cả mọi thứ và họ có thể thúc đẩy những nghị trình này. Nhưng kết quả quý vị thấy, ngay cả cái hội nghị COP28 này, diễn ra tại Dubai, chưa chắc Joe Biden đã có mặt luôn. Cái hội nghị khí hậu toàn cầu đó, chưa chắc Joe Biden đã có mặt luôn là bởi vì sao? Bởi vì ông ta đã nhận ra được khi mà ông ta đạt được cái ghế tổng thống nhờ tỏa hiệp với những thành phần này. Bây giờ chính những thành phần này áp lực ông ta chính những thành phần này áp lực ông ta và khiến cho ông ta bây giờ lâm vào tình trạng gọi là khó khăn. Một mặt phải thúc đẩy nền kinh tế, một mặt lại phải áp đặt những cái chương trình nghị sự của nhóm khuynh tả này. Thì quý vị thấy rõ ràng, nó phá sản rồi. Trước khi mà có cuộc chiến của Hamas và Do Thái, quý vị còn nhớ, nó huy động được 5.000 người xuống New York để biểu tình 16-17 tuổi, yêu cầu là chấm dứt nhiên liệu hóa thạch, tức là fuels. Quý vị, Tức là nó tìm đủ mọi cách để lôi kéo lại cái nghị trình này. Trong lúc cái bánh xe kinh tế của Hoa Kỳ đã ngã qua một hướng khác. Họ ngã về cái hướng đi truyền thống. Tức là từ các công ty sản xuất cho tới những công ty tài chánh, họ đều nhận ra được. Đi theo chiều hướng này là không biết nước Mỹ kinh tế sẽ đi về đâu. Do đó, bây giờ họ phải chuyển lại cái truyền thống, tức là nền kinh tế tư bản. Và chính Joe Biden bây giờ cảm thấy rằng là nguy hiểm cho vấn đề năng lượng cũng phải để cho khai thác lại một số những cái khu vực dầu khí và khí đốt ở Alaska. Có nghĩa là, quý vị, do đó những đám khuyên trả này cảm thấy rằng nghị trình của họ nếu đi từ đây cho tới mùa bầu cử có thể có thể sẽ đi tới tình trạng phá sản hoàn toàn. Nhất là đảng Cộng hòa nắm lại cái ngân sách của quốc gia khi mà họ kiểm soát đa số ở quốc hội những cái đồng tiền chi ra bây giờ bị giám sát chặt chẽ không còn len lỏi không còn nhân danh được nữa bởi vì các cái dự luật về ngân sách đã được viết rõ ràng từng câu từng chữ số tiền nào cho cái gì họ không chấm múc được họ không tìm cách gian manh được do đó quý vị họ cảm thấy bất lực rồi chính vì vậy mà họ rất cần những cái biến động những biến động đó là những cuộc biểu tình trên toàn quốc từ biểu tình biến thành bạo động thì quý vị đã chứng kiến qua rất là nhiều lần ở xã hội Hoa Kỳ rất nhiều lần do đó quý vị giờ này là cái giờ mà Hamas và họ đang cần lẫn nhau Hamas cũng cần các cái biến động này để gây áp lực cho các chính phủ Tây phương và Hoa Kỳ là ngưng lại việc hỗ trợ cho Do Thái và áp lực Do Thái phải ngưng lại cuộc chiến bởi vì nếu mà Do Thái tiếp tục tiến quân hành quân và tiếp tục dọ bom kiểu này tại vì gần như dân đã rời khỏi phía Bắc giải Gaza hết rồi họ dồn qua phía nam hết rồi khu vực ở bắc giải gaza bây giờ là một cái khu vực trống dân đã dồn xuống phía nam hết rồi sau khi mà do thái thông báo là yêu cầu những người dân ở giải gaza dời về, về phía nam và bây giờ phía ai cập cũng đã bắt đầu chuẩn bị một cái khu vực ở biên giới họ đã dàn xe tăng và pháo kích ra để mà ngăn chặn tuy nhiên họ vẫn lập ra những cái trại tị nạn ở khu vực biên giới cho những người palestine dưới sự kiểm soát chặt chẽ của phía ai cập bên đây biên giới là phía do thái kiểm soát bên kia biên giới của ai cập là ai cập kiểm soát tức là không để cho hamas lọt vào và toàn bộ khu vực phía bắc đều đã có những cái uh, cuộc hành quân phá vỡ tất cả những hạ tầng cơ sở những đường hầm những kho vũ khí những trung tâm chỉ huy dưới mặt đất do đó quý vị hamas gần như là thắng được một trận đầu nhưng mà cái hậu quả của cái chiến thắng này đã mang tới một cái hậu quả thảm khốc cho họ. Toàn bộ những gì mà họ đầu tư trong mấy chục trăm qua đều bị phá sạch hết. Chính vì vậy, họ càng muốn tăng cường áp lực, buộc do Thái phải ngừng bắn, buộc do Thái phải đình chiến. Họ tạo áp lực với nhiều cái uh, tổ chức ở nhiều quốc gia. Đó, quý vị thấy ngày hôm qua trên sàn thượng viện không, là nó đưa bàn tay máu lên nó quy chụp cho do Thái là genocide, tức là diệt chủng và nó đòi hỏi là cắt bỏ ngân sách cho phía của do Thái trong lúc sàn thượng viện vẫn ra điều trần và cả Anthony Blinken và Lloyd Austin đều nói rằng cần nhất là phải hỗ trợ cho cả Do Thái lẫn Ukraine. Có nghĩa là đám này gần như đi tới bờ vực phá sản rồi. Nó xông vào sàn thượng viện để nó biểu tình. Thì quý vị thấy là gần như là nó đã đuối sức rồi. Nó tìm đủ mọi cách để có sự liên kết để tạo ra những cái biến động ở tại Hoa Kỳ. Nhưng mà kinh nghiệm trong những lần trước và cái việc mà đảng cộng hòa giám sát lại các cơ quan của liên bang những cơ quan của liên bang bây giờ không có thể lơ là được nữa từ cục an ninh nội địa fbi cho tới cục tình báo tất cả đều tăng cường rất nhiều để mà làm việc nhằm bảo đảm là ok các anh biểu tình thì cứ biểu tình nhưng đụng tới bạo động là chúng tôi bắt ngay và quý vị kết quả kết quả thì bây giờ chúng ta thấy rõ là phía của nó chưa kích động được cái cuộc một cái cuộc bạo động hay có cuộc tổng biểu tình nhưng mà chúng ta chưa biết được tại vì bây giờ còn sớm quá hôm nay mới đầu tháng 11 thôi từ đây cho tới ngày 15 tới tháng giêng thì vẫn còn hai tháng mấy và chưa biết được những cái tên mà được xem là lọt vào lãnh thổ Hoa Kỳ nó sẽ làm gì những tên khủng bố nó sẽ mở một trận khủng bố hay là nó sẽ tìm cách gọi là kích động các cái cuộc biểu tình chúng ta chưa biết tại vì bây giờ nếu mà nó dở một cái trò khủng bố thì nó càng làm cho người dân đứng phía sau lưng của do thái nhiều hơn nó biết điều đó do đó nó dùng chiêu thức khác nó dùng cái cách khác làm sao kích động dân chúng hoa kỳ chống lại cuộc chiến này đây là mục tiêu của hamas và cũng là mục tiêu của các nhóm chính trị khuyên tả tức là ngưng lại việc hỗ trợ cho do thái có nghĩa là sẽ có một cái không gian để đám này có thể giành được chiến thắng Tại vì chúng ta đều nhìn thấy năm 2024 với sự thất bại trong nền kinh tế của Joe Biden, với sự thất bại trong cái việc chống tội ác của Joe Biden ở trong các cái cộng đồng tại Hoa Kỳ. Mức độ tội ác cao, di dân tràn ngập, rồi kinh tế suy thoái vân vân Là người dân đã bắt đầu có cái xu hướng và đảng Dân Chủ có thể mất lưỡng viện quốc hội và mất luôn cả quyền hành pháp. Chính vì vậy, họ cần những biến động, quý vị. Họ cần những biến động ở nước Mỹ để mà họ giành lại cái tư thế. Do đó, lần này mà nếu quý vị thấy được sự kích động biểu tình chống người Do Thái hay là lên án Do Thái ở một số nơi, tất cả đều được kích động ở phía sau bởi hai thành phần. Thứ nhất là mạng lưới network của Hamas, thứ hai là thành phần chính trị khuynh tả. Quý vị thấy, tất cả những cuộc bạo động, những cuộc biểu tình, nếu mà giới bảo thủ đi biểu tình, họ có bạo động không? Không kể cả cái biến cố ngày 6 tháng 1 họ xông vào tòa nhà quốc hội họ cũng không có xô xát bạo động mặc dù họ bị kết án rất nặng trong khi đó quý vị chứng kiến vừa qua là mấy cái trường đại học những kẻ mà ủng hộ cho Palestine đều đe dọa sinh mạng của những sinh viên do thái có một cái nhóm sinh viên phải trốn ở trong thư viện phải trốn ở trong thư viện để tránh tình trạng mà họ bị bức hại và bây giờ tới phiên tất cả các cộng đồng do thái đã được huy động À, lực lượng công lực bảo vệ cho họ trước những sự đe dọa của những thành phần này tức là nó đang tìm cách kích động bạo động xung đột chủng tộc xung đột về cái uh, tôn giáo để nó kích động những cái cuộc biểu tình lớn hơn và nhóm khuynh tả nó cũng muốn như vậy bởi vì nó đã thất thế rồi tất cả nghị trình của nó đã bị bác bỏ bởi dân chủ hoa kỳ và có thể lần này là đảng dân chủ sẽ mất rất nhiều ghế mất rất nhiều ghế từ hạ viện cho tới thượng viện và kể cả ghế hành pháp luôn. Do đó quý vị, họ tìm đủ mọi cách để kích động xã hội Hoa Kỳ. Do đó tôi mới đặt cái tựa ngày hôm nay là Hamas và chính trị khuyên tả chúng ta đều cần nhau. Đó là một trong những cái mà tôi nghĩ rằng là bây giờ họ đang có sự phối hợp. Và tôi không biết rằng là tùy thuộc theo cuộc chiến của Do Thái, nếu họ nhanh chóng càng quét và kiểm soát toàn bộ phía Bắc giải Gaza, phá hủy toàn bộ tất cả những hạ tầng cơ sở, thì coi như họ thành công. Nhưng mà nếu somehow cuộc chiến giữa chừng mà phía chính quyền Joe Biden vì bị áp lực ABCD để giảm đi thì quý vị lúc đó chúng ta thấy được Hamas thành công. Hamas thành công có nghĩa là chính trị khuynh tả bắt đầu có cơ hội quay trở lại chính trường. Thì quý vị câu chuyện này nó là có một cái nhìn bề ngoài thì nó rất là phức tạp nhưng mà phân tích về về cái xã hội Hoa Kỳ từ bên trong thì quý vị sẽ thấy nó không có phức tạp. Nó không có phức tạp Tại vì nó đang cần những cái biến cố Tất cả những kẻ này đang đều cần những cái biến cố Để kích động, bạo động, hỗn loạn Ở xã hội Hoa Kỳ Mục tiêu của họ là giành lại tư thế Cảm ơn tất cả các thính giả Rất là nhiều cho cái bài nói chuyện này Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả Ở khắp nơi trong phần 2 của Hiêu Tân Nhật Ký Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi Mến chào tất cả các thính giả Và chúng ta gặp lại sau Bye bye